Thưa quý vị, ngày 14 tháng 7 thông tin từ một doanh nghiệp đang có nhà máy sản xuất tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài áp dụng biện pháp tại chỗ, thành phố Thủ Đức yêu cầu phải nâng kiểm soát không cho người ra khỏi doanh nghiệp trừ trường hợp cấp bách. Tối ngày 13 tháng 7 Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức gửi công văn 4623 đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo tinh thần nội dung chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Cụ thể, thành phố Thủ Đức yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn đang phải tạm ngưng hoạt động khi có ca nghi nhiễm COVID-19 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch để đảm bảo an toàn phòng dịch chỉ được sản xuất trở lại khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan thẩm quyền kiểm tra an toàn phòng chống dịch. Với doanh nghiệp đã có phương án vừa sản xuất vừa lưu trú tại chỗ sẽ tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện theo kế hoạch hoặc phương án đăng ký, đảm bảo kiểm soát không cho người ra khỏi doanh nghiệp trừ những trường hợp cấp bách. Đối với các khu vực phong tỏa cách ly y tế Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khi xuất nhập vật tư, vật phẩm, phương tiện được phép ra trong khung giờ từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Tài xế phải có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực, phải khai báo y tế và cập nhật vào sổ nhật ký hàng ngày, lập danh sách phương tiện liên hệ Ủy ban Nhân dân phường trú đóng để được cấp phù hiệu cho phương tiện ra vào khu vực phong tỏa cách ly trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, thành phố Thủ Đức yêu cầu đối với doanh nghiệp thực hiện nội dung ba tại chỗ, sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 7, đáp ứng các yêu cầu về an toàn cho người lao động bên trong nhà máy tại công ty hoặc thuê chỗ ở tập trung bên ngoài doanh nghiệp phải tổ chức quản lý chặt chẽ đưa đón người lao động bằng phương tiện đưa đón, không để người lao động tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức gửi cho doanh nghiệp được áp dụng từ sáng ngày mai 0 giờ ngày 15 tháng 7 tại thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 7, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký công văn 694 về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với 9 huyện, thị thành phố toàn tỉnh trong vòng 10 ngày kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 25 tháng 7. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang chỉ đạo mở rộng phạm vi cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 9 huyện Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Thị xã Tân Châu, thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 25 tháng 7. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác, dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa các hoạt động của các phương tiện cá nhân. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ, đảm bảo khoảng 2 mét khi tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định thưa quý vị dkn tv sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình xin chào và hẹn gặp lại